Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ Tư ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận gia tăng giá trị sản xuất từ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Quảng Trị khó khăn của người dân trước vụ nuôi tôm năm 2023. Ninh Thuận đẩy mạnh tuyên truyền tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội mới cho công nhân lao động. Đắk Lắk khởi tố 6 đối tượng mua bán người và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững, tỉnh Ninh Thuận đã tập trung khuyến khích hỗ trợ các cơ sở doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hút đầu tư 31 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động, gồm 18 dự án trồng trọt, 3 dự án chăn nuôi, 8 dự án thủy sản, 2 dự án chế biến nông sản. Năm 2023, Ninh Thuận đạt mục tiêu đưa tốc độ tăng giá trị ngành nông nghiệp đạt 4-5% một năm, trong đó tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 30-40% một năm. Tỉnh nâng tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 500 ha với giá trị sản xuất đạt 700 triệu đồng trên 1 ha. Để đạt các chỉ tiêu, tỉnh Ninh Thuận đề ra 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, đồng thời dành gần 7 tỷ đồng, hỗ trợ 10 dự án tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi tại các địa phương. Trong đó, tập trung đẩy mạnh hợp tác liên kết với các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học để nghiên cứu, lựa chọn các quy trình công nghệ sản xuất, các loại giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng phù hợp với tiềm năng lợi thế và tình hình sản xuất của tỉnh. Tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời ưu tiên sử dụng các nguồn lực để thực hiện nhanh chuyển đổi số, từng bước đưa nông nghiệp công nghệ cao trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 70 nhưng ông Độ Văn Hiền ở thôn 12 xã Cư Kê Nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông vẫn hăng say lao động, làm giàu và tạo được nguồn thu nhập ổn định nhờ vào mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi tổng hợp. Vậy, bí quyết phát triển kinh tế của người nông dân này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Một ngày mới bắt đầu với ông Đỗ Văn Hiền ở xã Cư Kê Nia là ra vườn cắt cỏ để cho 12 con bò ăn. Sau khi cho bà ăn xong, ông Hiền lại tất bật chăm sóc 2 sào bắp ngọt. Vụ này, bắp ngọt được mùa trúng giá, hơn 4.000 đồng một trái nên ông rất phấn khởi. Để nâng cao thu nhập, ông Hiền còn trồng 2 hectare cà phê. Đặc biệt năm 2022, ông đã học hỏi kỹ thuật mua giống trồng 2 sào khổ qua rừng. Tuy diện tích không lớn nhưng mỗi năm đem lại cho gia đình ông một khoản thu nhập khá. Mô hình của mình thì mình cũng nhân rộng mà cũng nhiều bà con cũng hướng theo và cũng học hỏi lẫn nhau để làm sao mà phát triển kinh tế tốt. Còn đặc biệt về các khoản đóng góp thì nói chung là về phong trào thì mình lúc nào cũng đi đầu rồi. Làm kinh tế giỏi, sống mẫu mực trách nhiệm với gia đình xã hội, ông Hiền được chính quyền địa phương bà con tín nhiệm bầu làm trưởng ban công tác mặt trận thôn 12. Ông tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chăm chỉ làm ăn, đưa cây con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất để xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Anh ở đây thì có cái tính là cộng đồng rất là cao, đặc biệt là giúp đỡ những cái hộ gia đình nghèo mà đang còn loay hoay tìm cái đường mà làm ăn thì hiện nay thì anh Hiền anh đã tổ chức ra được các cái nhóm hội như thế này và tạo cái điều kiện giúp đỡ cho bà con kể cả mặt kinh phí rồi kể về mặt kỹ thuật rồi kể cả mặt chăm sóc các cái cây mà để mà đem lại cái thu nhập. Từ những thành tích đạt được, hàng năm ông Hiền đều đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi. Tấm gương của ông xứng đáng được biểu dương nhân rộng trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại vùng trọng điểm nuôi tôm của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có tổng diện tích khoảng 250 ha nuôi tôm, nhưng không thể bơm nước vào ao nuôi để thả giống theo khung lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do nguồn nước từ nhánh sông Sa Lung, sông Bến Hải bị nghi ngờ ô nhiễm nghiêm trọng. Vĩnh Sơn là xã có diện tích nuôi tôm lớn nhất huyện Vĩnh Linh với hơn 160 ha. Nguồn nước bị ô nhiễm đang trực tiếp gây ảnh hưởng lớn đến khung lịch triển khai vụ nuôi tôm năm 2023 tại xã Vĩnh Sơn nói riêng và huyện Vĩnh Linh nói chung. Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Sơn đã có cái tờ trình gửi đến các cấp, đặc biệt là ở Sở Nông nghiệp và Ủy ban nhân huyện Vĩnh Linh. Thì ngày mùng 14 tháng 4 thì Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh phối hợp với chi sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp đã ra lấy kiểm tra nước tại hai nhánh sông đó, và hiện tại thì vẫn là chưa có cái kết quả lượng nước trên sông Bến Hải như thế nào. Thì nhân tiện đây thì chính quyền địa phương đề nghị các cấp các ngành cần quan tâm để rồi là có cái hướng chỉ đạo chung và quản lý chung trên cái dòng sông Bến Hải để đảm bảo cho bà con trong cái vùng nuôi tôm chính hiện nay. Nuôi tôm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã Vĩnh Sơn. Mỗi năm, nông dân ở đây nuôi từ 2 đến 3 vụ, chủ yếu tôm sú và tôm thẻ chân trắng, mang lại doanh thu bình quân 60 đến 70 tỷ đồng một năm, có năm đạt 120 tỷ đồng. Tuy vậy, nghề nuôi tôm cũng đối diện với nhiều rủi ro nên rất cần sự đồng hành của các cấp các ngành để trở thành nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao và thực sự phát triển ổn định cho người dân. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Trong quý 1, tỉnh Ninh Thuận đã đưa 42 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 28% kế hoạch năm. Để đạt mục tiêu đưa 150 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong năm 2023, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách về công tác xuất khẩu lao động, nâng cao hiệu quả công tác dịch vụ việc làm, hỗ trợ phát triển thị trường lao động, phát triển ứng dụng chuyển đổi số gắn với tư vấn hướng nghiệp nghề, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ, tăng cường công tác đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động ở nước ngoài, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyển chọn, đào tạo lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo yêu cầu của các bên tiếp nhận. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài về nước nhằm kết nối cung cầu lao động. Trong 3 tháng đầu năm 2023, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận đã giải ngân vốn tín dụng ưu đãi đạt 271,3 tỷ đồng với 6.562 hộ vay vốn, tăng 49,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến nay đạt trên 3.020 tỷ đồng với 77.448 khách hàng. Đặc biệt, sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận đã cho 4.687 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ hiện đạt 195,7 tỷ đồng, trong đó cho vay hỗ trợ tạo việc làm 150 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội 11,8 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên mua máy tính học trực tuyến 15 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng theo chỉ tiêu tăng trưởng đã được giao, nhất là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương rà soát nhu cầu, báo cáo tham mưu Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là một số chính sách bảo hiểm xã hội mới cho công nhân lao động, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền tư vấn cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, từng bước đưa chính sách bảo hiểm mới đến với công nhân lao động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại buổi tư vấn bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn May Tiến Thuận. Được tham gia buổi tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội mới do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức, chị Lê Thị Hải, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn May Tiến Thuận, không chỉ cảm thấy yên tâm hơn về những quyền và lợi ích của bản thân khi tham gia bảo hiểm xã hội, mà còn làm chị thay đổi ý định rút bảo hiểm một lần, để khi về già có nguồn thu nhập nhất định, không để phụ thuộc trở thành gánh nặng cho con cái. Người lao động thường là cứ có tư tưởng là làm đến 15 năm hoặc 12 năm là rút bảo hiểm. Nhưng sau buổi tư vấn của công ty bảo hiểm với Liên đoàn Lao động tỉnh thì như đứng một cương vị của người công nhân thì mình sẽ cống hiến và sẽ đóng bảo hiểm liên tiếp để cho tương lai con mình và mình sau này về già. Tại buổi tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội mới, nhiều công nhân lao động đã mạnh dạn trao đổi ý kiến về các nội dung như mức đóng, mức hưởng về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và lợi ích của người tham gia, nhất là các điều kiện để hưởng chế độ hưu trí, những quyền lợi và thiệt hại khi rút bảo hiểm xã hội một lần. Các ý kiến nêu lên đều được đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh giải đáp. Trả lời cụ thể rõ ràng, giúp người lao động nắm bắt được chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước. Qua đó, người lao động hiểu được giá trị đích thực của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hiểu về các chế độ liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Trước đây về cái vấn đề mà để tìm hiểu về cái chế độ quyền lợi bảo hiểm xã hội của người lao động tham gia trực tiếp sản xuất thì nó cũng còn có mơ hồ, nó chưa có nắm rõ lắm. Thì nhờ có cái tổ chức cái chương trình tư vấn này, có bên đại diện của bảo hiểm xã hội, có bên Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo công ty cũng tạo điều kiện mở cái lớp tư vấn này, thì sau cái lớp tư vấn thì sẽ hiểu được cái vấn đề, một những cái nội dung mà nó đem lại quyền lợi tốt nhất cho bản thân mình. Tư vấn thì những người tham gia sẽ hiểu rõ và lan tỏa những cái nội dung chiều hôm nay đến cho tất cả những người không tham gia, để họ biết rõ hơn tất cả những cái chế độ chính sách đồng hành cùng công ty, đồng hành cùng doanh nghiệp, để mà chúng ta coi như là làm ra được là năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, và đặc biệt là đơn vị cũng hết sức cố gắng duy trì tốt tất cả các chế độ chính sách, những cái quyền lợi chính đáng cho người lao động. Tư vấn trực tiếp cho công nhân, người lao động về những chính sách bảo hiểm xã hội là kênh tuyên truyền thiết thực nhất để đưa chính sách đến tất cả đối tượng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để cung cấp các thông tin, trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận gắn kết của doanh nghiệp trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp triển khai thực hiện chính sách hiệu quả hơn. Liên đoàn tỉnh vẫn tiếp tục cùng với bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu rà soát các cái đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là doanh nghiệp có đông lao động, đăng ký nội dung và tổ chức từng lớp, từng nội dung một, tranh thủ tối đa về thời gian, khoảng khoảng 60 phút, tập trung và tuyên truyền tư vấn những cái gì cốt lõi liên quan chính sách pháp luật, liên quan trực tiếp đến người lao động và nhất là chính sách bảo hiểm xã hội, để từ đó tư vấn tuyên truyền cho người lao động nắm và hiểu biết về chính sách bảo hiểm xã hội. Để chính sách bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống, giúp công nhân, lao động hiểu rõ hơn nội dung chế độ, chính sách mới ban hành, thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trong đó tuyên truyền bằng hình thức tư vấn trực tiếp với công nhân, lao động, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Phần cuối bản tin là những thông tin về tình hình an ninh trật tự. Thời gian gần đây, ở một số vùng quê xa trung tâm thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, xuất hiện tình trạng đối tượng nghiện ở nơi khác đến mua bán sử dụng ma túy trái phép, gây lo lắng trong quần chúng nhân dân. Lực lượng công an thành phố Cam Ranh đang tập trung nhiều biện pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy xâm nhập vào những vùng quê vốn lâu nay yên bình. Nằm cách trung tâm thành phố Cam Ranh hơn 20 cây số, thôn Hòa Sơn, xã Cam Thịnh Đông vốn là một làng quê yên bình. Cách đây ít tháng, khi một đối tượng trong thôn thuê một căn nhà rồi tổ chức bán ma túy cho các con nghiện ở các địa phương khác đến, thì sự yên bình ấy đã không còn. Bà con trong thôn chỉ hết hoang mang, lo lắng khi mới đây lực lượng công an thành phố đã đấu tranh bắt giữ được đối tượng, thu giữ một lượng ma túy lớn trong nhà. Sau khi mà công an triệt phá cái tụ điểm này thì quần chúng nhân dân rất là phấn khởi và vui mừng, và người dân rất là yên tâm, coi như là tin tưởng vào cái lực lượng của công an là sẽ triệt phá những cái tụ điểm đó để làm cho an ninh trật tự của địa phương được ổn định, và người dân, đời sống của người dân là không có lo lắng và coi như là sợ trộm cắp như trước kia nữa. Từ đầu năm đến nay, công an thành phố Cam Ranh đã bắt giữ 5 vụ, 10 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một lượng khá lớn ma túy các loại. Cùng với đấu tranh, lực lượng công an thành phố cũng tập trung các biện pháp xóa những tụ điểm ma túy ở một số phường nội thành. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến tội phạm và tệ nạn ma túy chuyển địa bàn hoạt động về những vùng quê xa thành phố nhằm trốn tránh cơ quan chức năng. Hiện nay là xu hướng của các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có xu hướng là chuyển địa bàn hoạt động về các cái vùng xa, các cái phường vùng ven và các cái xã xa trung tâm để mà hoạt động. Lý do là khu vực này là ít dân cư và ít có sự chú ý của người dân cũng như là các cái đối tượng ma túy có cái điều kiện thuận lợi để mà tiếp tục tổ chức cái hoạt động mua bán cũng như tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Với một địa phương có hệ thống giao thông thuận lợi, tốc độ đô thị hóa nhanh, nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy luôn thường trực. Để phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an thành phố Cam Ranh ngoài đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ, còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, củng cố và phát huy sức mạnh của các lực lượng quần chúng cùng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ở địa bàn dân cư. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 đối tượng để điều tra về hai hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và mua bán người. Đó là Nguyễn Thị Hoa, trú tại thị trấn Ea Tam, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông; Nguyễn Văn Lâm, trú tại phường Ea Tam; Võ Trường Công, trú tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Hà Văn Minh, trú tại xã Đông, huyện Cà Băng, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Liêm và Nguyễn Ngọc Ảnh cùng trú tại xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Hoa. Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoa đăng bài tuyển dụng nữ nhân viên việc nhẹ lương cao lên mạng xã hội. Khi có người nào đưa cô gái đến, thì Hoa sẽ trả cho người đó số tiền từ 17 đến 25 triệu đồng. Số tiền này Hoa sẽ viết vào giấy nợ cho chính cô gái được đưa đến. Tất cả các cô gái đều được Hoa thuê nhà trọ ở tại đường Đặng Thái Thân, thành phố Buôn Ma Thuột. Hàng ngày, Hoa chỉ đạo đám tay chân chở các cô gái đến phục vụ tại các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã giải cứu được 18 cô gái do Hoa chăn dắt. Vụ án đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng xử lý theo quy định. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.